Rồi chào bạn, thì chủ đề trong clip này đó là mình sẽ trên tay nhanh cho bạn xem một cây vợt bắt mũi điện đến từ thương hiệu Xiaomi. Đó, thì thật ra là vợt bắt mũi bạn rất là dễ mua ha. Bạn chỉ việc ra tạp hóa nè, siêu thị nè, đó. Và cái giá của nó thì cao lắm cũng chỉ cỡ trăm mấy là cùng. Nhưng mà với cây vợt bắt mũi điện của Xiaomi á, mình mua với giá bán là gần 300 ngàn bạn đó. Thì liệu gần 300 ngàn thì nó sẽ có những điểm gì mới và hay hơn so với là những cây vợt bắt mũi thông thường bạn mua ở ngoài? Thì trong clip này mình sẽ trên tay cho bạn sẽ thử coi là nó như thế nào ha. Thì đây là cây vợt bắt mũi của nhà Xiaomi ha. Cái tên thì mình sẽ cho nó hiện lên trên cái màn hình. Mình thấy là về thiết kế thì một cái tông màu trắng nè, thiết kế dạng bo tròn đều có góc, mình thấy là cũng khá là đẹp ha. Mà gần chất liệu nhựa ABS và mình đánh giá là mức hoàn thiện của cái vợt này bạn rất là ok luôn. Nó không có bị ọp ẹp của nhựa như là những cái vợt bình thường bạn mua ở ngoài ha. Cầm lên nghe bóp ọp ọp ọp, còn này không có bạn. Cầm nắm thoải mái, rất là chắc tay. Phụ kiện thì bạn sẽ có nhất là một cái giá đỡ như này để bạn treo cây vợt này lên tường, dễ quản lý hơn, dễ lấy. Và phía sau á, hãng sẽ tặng cho bạn thêm một cái keo bằng tự dán, nhưng mà thấy không, cái keo nè nó tự tét nha, mình đã dán lên tường nha và tự tét tự rớt luôn. Và cái vợt này nó rớt độ cao khoảng gần 1 mét nhưng mà nó vẫn không hư các bạn nha, không hư, nó không bị bung nhựa hay gì hết, nói chung là hên còn sống các bạn à, chung hoàn thiện cũng rất là ok ha. Và cái giá này em thấy là hãng sẽ vác một cái gốc nó xiên khoảng là 15 độ, đến chi khi bạn để cái vật này vào trong giá đỡ á, nó sẽ tạo một góc nghiêng và nó sẽ bắt mũi khi mà bạn bật cái chế độ là ánh sáng tím, nó không sẽ nói sau, cũng rất là tiện. Và thứ hai đó là bạn sẽ có một cái đế như này để bạn sạc pin cho cây vợt ha, bỏ vào chân đế này. Và cái phần đế này thì nó sẽ có một cổng USB-C đây đó, bạn cấp nguồn cho nó là xong. Dưới này sẽ có là ba cái chân cao su và kem vạc lên như này nè, đó bạn đặt lên như thế này đó, và như vậy bạn đã sạc cho cái vợt, đồng thời thì nó cũng sẽ biến luôn là một cái đèn bắt mũi. Thì mình thấy đây là cái phần bán cầm đó, nó sẽ không có thiết kế là dạng hình trụ tròn như là những cái vợt bình thường ha, nó sẽ hơi dẹt như thế này. Và phần cạnh hông đó, nó sẽ có là một cái cổng USB-C để bạn sạc trực tiếp trên cây vợt luôn, hoặc là thông qua cái phần chân đế hồi nãy mình có nói đó. Nói chung là rất là tiện. Và một trước mặt sẽ có là một cái màn hình đây và có một cái viền bằng nhựa màu đồng, nhìn rất là ấn tượng ha, đẹp mắt nè. Đó, tổng thể như này. Còn đây là các công tắc nằm bên tay phải ha, nó sẽ có ba nấc, một đó là tắt nè, bằng gạt chính giữa lên như thế này á, gạt lên thì nó sẽ là hiện cái nút phần trăm pin còn lại, cũng như là khi bạn nhấn vào cái nút công tắc đây, đây được làm rất là to nha, bạn nhấn vào nó sẽ hiện một cái dấu sấm sét đỏ lên, tức là nó đã có điện, còn không bạn buông ra thì nó sẽ không có. Và cuối cùng nó là nút thứ ba là nó sẽ có hình biểu tượng như mặt trời các bạn ha, như này nè, đó bạn gạt lên lúc này nó sẽ có thêm một cái biểu tượng nữa sáng hoài luôn, và đồng thời trên cái vợt nó sẽ phát ra một cái ánh sáng tím. Thì cái ánh sáng tím này á, à, quên mình tắt đèn mà có thấy được, đó tắt đèn tắt đèn tắt đèn tắt đèn đó, thấy không? Thì nhờ cái ánh sáng tím này nó sẽ thu hút muỗi ha. Như vậy thì bạn sẽ biến cái vợt này từ một cây vợt có muỗi cầm tay thành một cái đèn bắt muỗi luôn, khá là xịn luôn nha. À, rất là xịn sò. Thì mình đã có thử để qua đêm luôn, từ lúc sạc đầy á cho đến sáng ngày mai á thì nó vẫn không hết pin. Thì mình thấy là đây là một cây vợt có một cái thời lượng pin nó cũng khá là trâu bò. Như vậy thì mình thấy là nó là một cái điểm cộng nếu mà so với là những cái vợt bắt muỗi thông thường ở ngoài. Bạn thấy thì hàng mọi cho mình coi cận cảnh nè, cái đèn ở đây nè nó sẽ có tổng cộng là 5 cái đèn ánh sáng tím bên dưới đây ha, khúc này nè. Thì sẵn nó pin đó, mình sẽ cho bạn coi thông số luôn ha. Đây là thông số nè của hãng nè đó. Thì pin con này bạn nó sẽ có dung lượng là 2000 mAh ha, và có thể diệt muỗi khoảng 7000 lần trong một lần sạc đầy, và bạn sẽ mất khoảng là 3 tiếng rưỡi nếu mà sạc đầy cho cái vật này. Đây ha, đây là hãng thông số hãng đưa ra nè, thấy không? Cho nên là đây là một cái con số, một cái mức pin phải nói là rất là ấn tượng cho một cây vợt như này. Mặt khác thì khi bạn sạc đầy cho cái vợt này á, thì nó sẽ có một cái công nghệ là tự ngắt điện khi sạc đầy, như vậy thì bạn sẽ không lo là cái pin á, bạn xài sẽ bị chai hoặc là chập mạch cháy nổ các kiểu. Còn về cái phần tính hiệu quả thì theo nhãn công bố là cái điện của cái vợt á, nó lên tới là 3500V ha, nhưng mà nhờ cái thiết kế 5 lớp bảo vệ cho nên là kể cả khi mà bạn đang bật điện lên như thế này đó, đang có hình cái biểu tượng hình sấm sét nè ha, và có đèn ánh sáng tím lên á, thì khi bạn đặt cái tay lên á thì bạn cũng không có lo là bị điện giật. Đây thấy không nè, đó thấy không, không lo bị điện giật các bạn. Nó sẽ khác hoàn toàn so với là những cây vợt khác ở ngoài ha. Mình xài vợt điện mình rất là lo cái chuyện là mình cái người lớn hay kể cả nít bạn nó chạm vô á thì nó sẽ bị giật tay lên, nó rất là nguy hiểm nha. Và cái lớp lưới ở ngoài các bạn thì nó là hợp kim nhôm được mạ kẽm, cho nên là nó sẽ giúp cho cái việc mà bị oxy hóa ít hơn rất là nhiều, và nó sẽ không bị giật điện khi bạn sờ vào.
À, đó là một cái chất liệu và một cái thiết kế mà mình đánh giá là rất là an toàn, rất là ok nếu mà so những cái vợt bắt muỗi bình thường mua ngoài xài chừng cỡ mấy tháng thôi mà nó sẽ bị có hiện tượng rỉ sét rất là nhanh và nhìn nó rất là gớm các bạn ha, và không có an toàn. Đấy, còn cái vợt này thì hoàn toàn khác, cho là bạn rất là yên tâm khi xài nó. Như vậy nó có một cái video trên tay cho bạn xem nhanh cái vợt bắt muỗi điện đến từ Xiaomi nha. Thì mùa mưa cũng sắp tới các bạn, thì bạn nào mà nhà mà có gần bụi cỏ hay là nhà có nhiều muỗi á thì mình nghĩ là bạn nên sắm một cái công cụ như này để mình để trong nhà ha, để mình tiện cho vấn đề là bắt muỗi. Nó sẽ giúp bạn tránh những cái tình huống là bị muỗi chích nè, hoặc là bạn đang ngủ ngon á mà muỗi chích á, thì giật mình rất là khó chịu. Có vợt này thì bạn quơ á nó cũng sẽ dễ hơn, và đặc biệt đó là nó có một cái cơ chế là biến thành cái đèn bắt muỗi nhờ cái đèn ánh sáng tím trong này, cho nên là mình thấy là rất là tiện nha, hai trong một ấy. Và cái giá thì là gần 300 ngàn. Thì bạn cái sao về cái vật này thì bạn chỉ việc comment bên dưới video ha, và cái link á mua hàng mình sẽ để bên dưới ở phần mô tả cho xem kỹ hơn. Rồi, chào các bạn.